bạn đang nghe truyện ngắn Hai lần chết của nhà văn Thạch Lam qua giọng đọc Ly Linh. Dung là con thứ 4, vì vậy khi nàng ra đời không được cha mẹ hoan nghênh lắm. Thực ra không phải cha mẹ nàng hất hủi con, vẫn coi người con như một cái phúc trời ban cho. Nhưng lúc bấy giờ cha mẹ nàng đã nghèo rồi. Với ba người con trước, hai trai một gái, cha mẹ Dung đã thấy khó nhọc, vất vả làm lụng mới lo đàn con đủ ăn và hai con trai được đi học. Sau Dung lại còn có bé út nữa, nên cả nhà càng thêm túng bấn. Khi sinh ra Dung, mẹ nàng vì bận buôn bán, giao phó nàng cho người u già trông nom. Người u già này ở nhà Dung đã lâu lắm, đã nuôi và săn sóc tất cả anh chị Dung từ bé. Nhưng không biết vì có phải thấy Dung ra đời trong sự lãnh đạm mà u già đem bụng thương yêu Dung chăng? U săn sóc, bế ẵm nàng và chăm chút nàng quý như con đẻ vậy. Tuy Dung lúc bé ốm yếu khó nuôi và lại ghẻ lở bần thiều nữa, cha Dung chẳng làm gì cả, từ xưa đến nay vẫn thế. Hình như ông ta sinh ra đời là chỉ để ngồi ở nhà cho lúc nào cũng có người và để những ngày giỗ Tết trong họ khăn áo chỉnh tề đi ăn cỗ mà thôi. Không ai thấy ông ta làm một việc gì, mà cũng không ai nghĩ đến sự ông ta phải làm một việc gì. Ông lúc nào cũng ngồi rung đùi bên cạnh cái điếu ống mà ông sửa chữa rất kêu, thỉnh thoảng hút một điếu rồi lại trầm ngâm như đang nghĩ ngợi một sự gì quan trọng. Nhưng lúc ấy ô già biết là ông chẳng nghĩ sự gì quan trọng cả, bèn đem Dung đến cho ông bế. Ông giơ hai tay ấm Dung vào lòng hôn hít, rồi xốc Dung lên trên đùi, ngoái bụng cho nó cười, rồi lại trịnh trọng đưa chào ô già. Xong ông lại ngồi nghĩ ngợi. Có lẽ ông nghĩ tình cảnh nhà ông hồi còn ông cụ đi làm việc quan rất giàu có và hách dịch suốt một vùng này. Từ khi cụ cố mất đi, cơ nghiệp ăn tiêu dần, cảnh nhà thành ra sa sút, chỉ còn cái danh không. Cha mẹ Dung cũng không nghĩ đến sự bắt nàng đi học như anh chị nàng, có lẽ vì nghĩ rằng lo cho hai người cũng đã đủ. Dung càng lớn càng gầy gò đi, suốt ngày nàng chỉ chạy đánh khăng đánh đáo với lũ trẻ con nhà hạ lưu, cha nàng gọi thế những người nghèo khổ trú ngụ ở chung quanh xóm chợ. Nhiều khi đi đâu về trông thấy cha nàng gọi về, đánh cho mấy roi mây và cấm từ đấy không được chơi với lũ trẻ ấy. Nhưng trận đòn xong, Dung lại mon men chơi với lũ trẻ và thấy hình như cha nàng cũng chỉ cấm lấy lệ chứ không thiết gì đến. Nàng lại vững tâm nhập vào bọn hạ lưu đó, suốt ngày rong dài ở ngoài chợ. Một đôi khi mẹ nàng kịp về đến nhà trông thấy nàng quần áo lôi thôi lếch thếch và chân tay lấm bùn, chỉ chép miệng thở dài nói: "Con này rồi sau đến hỏng mất thôi." Rồi bà quay đi buôn bán như thường, sau khi đã để lại cho chồng một món tiêu pha trong nhà. Và sau khi anh chị Dung mỗi người đã nũng nỉu đòi được một hào để ăn quà, Dung thấy thế cũng chẳng ganh tị, vì nàng xưa nay đối với các anh chị cũng không thân thiết lắm. Nhưng khi nàng đang chơi thấy đói, nàng lại chạy về xin u già bắt cơm nguội hay thức ăn gì khác. Thế nào u già cũng đã để phần rồi chạy nhảy như một con vật non, không biết lo nghĩ gì. Những sự ấy đã làm cho Dung một cái tính an phận và nhẫn nại lạ lùng. Ngày trong nhà có Tết nhất, các anh chị và em nàng được mặc quần áo mới vui chơi, còn nàng vẫn cứ phải áo cũ làm lụng dưới bếp. Dung cũng không ca thán hay kêu ca gì, mà nàng biết kêu ca cũng không được. Nhiều lần nàng đã nghe thấy u già nói mẹ nàng may cho cái áo, thì mẹ nàng trả lời: "May cho cái con mặc nô ấy làm gì, để nó làm rách nát ra à?" Còn nói với cha thì Dung biết là vô công hiệu, vì cha nàng không dám tự ý làm cái gì bao giờ cả. Cuộc đời cứ đi như thế trong cái xó chợ còn con ấy. Thấm thoát Dung đã 14 tuổi, nhưng ai cũng tưởng là hãy còn trẻ con, mà tính tình nàng như đứa trẻ con thật. U già đã có khi phải gắt lên với nàng: "Bây giờ cô phải đứng đắn lên một tí chứ, nhiều tuổi rồi còn gì nữa." Dung ngây thơ hỏi: "Đứng đắn là thế nào cơ U?" "Đứng đắn là đứng đắn chứ còn thế nào nữa. Cô hỏi lần thần lắm, cô không có vẻ người lớn một tí nào cả." "Ừ, thì tôi không người lớn, nhưng không người nhấn thì làm sao hở U?" U già vác quạt đánh, Dung chạy lại ôm lấy, rồi âu yếm ghé tay U già nói khẽ: "Tôi có người lớn, cậu mợ cũng không yêu hơn cơ mà." Thế là hai u cháu lại lặng yên không nói gì nữa. Một hôm mẹ Dung đưa một bà ở trên tỉnh về chơi, thấy người lạ, nhất là cách ăn mặc thị thành của bà khách, Dung cứ đứng dán mắt lên nhìn. Mà lạ thay, lần này Dung không thấy mẹ quát mắng, bảo lui đi như mọi bận có khách khác, mà bà khách lạ cũng chăm chú nhìn Dung từ đầu đến chân, lại hỏi han Dung nữa. Sau hai bà thì thầm với nhau mãi,
Mẹ Dung mời bà khách ở lại ăn cơm, rồi thân hành tiễn bà ra ga. Bẵng được ít lâu, một hôm mẹ Dung bổ hàng về, gọi Dung lại gần, lấy ra một gói bọc giấy mà bảo: "Đây là áo mới của cô đây, lấy ra mà thay, chứ ai lại ăn mặc rách rưới thế kia bao giờ." Dung xe xẽ cầm gói giấy mở ra, thấy hòa cả mắt. Nào áo nhũ trắng, áo bombay hồng, áo lụa màu hoa lý, lại mấy chiếc quần lụa cạp đỏ, mấy cái áo cánh phin, mấy cái cổ yếm máy và mấy chục thước vải. Dung cất tiếng run run hỏi: "Của những ai đấy mẹ?" "Không, riêng của con đấy thôi." Dung sung sướng mân mê cắt cúc áo, ô già cũng lại gần suýt xoa khen. Từ hôm ấy mẹ Dung chiều chuộng Dung lắm, không ghét bỏ như trước. Bà bắt Dung ăn mặc chỉnh tề, nhưng vắng mặt mẹ Dung lại vất vả đi chơi, vì nàng không quen đi bắt vấn tóc và nhuộm răng. Cuối tháng 8 năm ấy, bà khách lại xuống chơi ở lại ăn cơm. Mẹ Dung gọi Dung vào buồng, đóng cửa rồi thì thào với con đến hơn một tiếng đồng hồ. Sau cửa mở thấy Dung bước ra mắt đỏ hoe như mới khóc, và bẽn lẽn không dám trông bà khách. Nhưng ô già dỗ dành ít lâu, Dung lại vui vẻ và cười đùa như cũ. Hễ trẻ láng giềng có chế nhạo, Dung chỉ mỉm cười. Thế là Dung đi lấy chồng. Nàng đi lấy chồng cũng bỡ ngỡ và lạ lùng như người nhà quê lên tỉnh. Dung coi đi lấy chồng như một dịp đi chơi xa, một dịp rời bỏ được cái gia đình lạnh lẽo và cái xóm chợ quen mắt quá của nàng. Đi lấy chồng đối với nàng là hưởng một sự mới. Vì thế khi bước chân lên ô tô về nhà chồng, Dung không buồn bã khóc lóc gì cả. Nàng còn chú ý đến những sự lạ mắt lạ tai của nhà giai, không nghe thấy những lời chúc hơi mát mẻ và ganh tị của hai chị em và em bé nàng nữa. Về đến nhà chồng, Dung mới biết chồng là một anh học trò lớp nhì, vừa lẩn thẩn vừa ngu đần. Nàng đã bé mà chồng nàng lại còn bé chót hơn. Nhưng ba mẹ chồng với các em chồng nàng thì to lớn ác nghiệt lắm. Qua ngày nhị hỉ, Dung đã tháo bỏ đôi vòng trà mẹ chồng, ăn mặc nầu sồng như khi còn ở nhà, rồi theo các em chồng ra đồng làm ruộng. Nhà chồng nàng giàu, nhưng ba mẹ chồng rất keo kiệt, không chịu nuôi người làm mà bắt con dâu làm. Khốn nạn cho Dung, từ bé đến nay không phải là công việc gì nặng nhọc, bây giờ phải tát nước, nhổ cỏ, làm lụng đầu tắt mặt tối suốt ngày, đã thế lại không có người an ủi. Chồng nàng thì cả ngày thả diều, chả biết cái gì mà cũng không dám cãi lại bà cụ. Còn hai em chồng nàng thì ghê gớm lắm, thì nhau làm cho nàng bị mắng thêm. Những lúc Dung cực nhọc quá, ngồi khóc thì bà mẹ chồng lại đay nghiến: "Làm đi chứ, đừng ngồi đấy mà sụt sịt đi cô. Nhà tôi không có người ăn chơi, không có người cả ngày ôm lấy chồng đâu." Rồi bà kể thêm: "Bây giờ là người nhà tao rồi thì phải làm, mấy trăm bạc dẫn cưới chứ tao có lấy không đâu." Dung chỉ khóc, không dám nói gì. Nàng đã viết 3-4 lá thư kể về nỗi khổ sở của nàng, nhưng không thấy cha mẹ ở nhà trả lời. Một hôm tình cờ cả nhà đi vắng, Dung vội ăn cắp mấy đồng bạc trinh, lèn ra ga lấy vé tàu về quê. Đến nơi mẹ nàng ngạc nhiên hỏi: "Kìa, con về bao giờ thế? Đi có một mình thôi à?" Dung sợ hãi không dám nói rằng trốn về, phải tìm cớ nói dối. Nhưng đến chiều tối, nàng lo sợ quá, biết rằng thế nào ngày mai mẹ chồng nàng cũng xuống tìm. Nàng đánh bảo kể hết tình đầu cho cha mẹ nghe, những nỗi hành hạ nàng phải chịu, và xin cho phép nàng ở lại nhà. Cha nàng hút một điếu thuốc trong cái ống điếu khảm bạc, rồi trầm ngâm như nghĩ ngợi. Còn mẹ nàng thì đùng đùng nổi giận, mắng lấy mắng để: "Lấy chồng mà còn dở đòi ở nhà, sao cô ngu thế? Cô phải biết cô làm ăn thế đã, thấm vào đâu mà phải kể. Ngày trước tôi về nhà này còn khó nhọc bằng 10, chứ chả được cô bây giờ đâu cô ạ." Sáng sớm bà mẹ chồng Dung xuống, vừa thấy thông gia bà đã nói mát: "Nhà tôi không có phúc nuôi nổi dâu ấy, thôi thì con bà lại xin trả bà chứ không dám giữ." Mẹ Dung cãi lại: "Ô hay, sao bà ăn nói lạ, bây giờ nó đã là dâu con bà, tôi không biết đến, mặc bà muốn xử thế nào thì xử, chỉ biết nó không phải là con tôi nữa mà thôi." Bà nọ nhường bà kia, rốt cục Dung được lệnh của mẹ phải sơ soạn để đi với mẹ chồng. Bị khổ quá, nàng không khóc được nữa, nàng không còn hy vọng gì ở cha mẹ nữa. Nghĩ đến những lời đay nghiến, những nỗi hành hạ nàng sẽ phải chịu, Dung thấy lạnh người đi như bị sốt. Nàng hoa mắt lên, đầu óc rối bời, Dung ước ao cái chết như một sự thoát nợ. Nàng không nhớ rõ gì, ra đến sông lúc nào nàng cũng không biết. Như trong một giấc mơ, Dung lờ mờ thấy cái thanh cầu, thấy dòng nước chảy. Chí nàng sát lại khi nước lạnh đập vào mặt, nàng uất ức lịm đi, thấy máu đỏ trào lên, rồi một cái mảng đen tối kéo đến che lấp cả. Bỗng nàng mơ màng nghe thấy tiếng nhiều người, tiếng gọi tên nàng.
một làn nước nóng đi vào cổ, dùng ú ớ cựa mình muốn trả lời. Tỉnh rồi, không lo sợ gì nữa. Bây giờ chỉ đắp chăn cho ấm rồi sắc nước gừng đặc cho uống là khỏi. Dung dần dần nhớ lại, khi nàng mở mắt nhìn, thấy mình nằm trong buồng. Người u già cầm cây đèn con đứng đầu giường, nhìn nàng mỉm cười một cái buồn rầu. Cô đã tỉnh hẳn chưa? Dung gật. Tỉnh rồi. Một lát nàng lại hỏi. Tôi làm sao thế nhỉ? Bà cả đâu u? Bà ấy về chưa? U già để tay lên trán Dung, không trả lời câu hỏi. Cô hãy còn mệt ngủ đi. Hai hôm sau Dung mạnh khỏe hẳn, ba mẹ chồng vẫn chờ nàng, hỏi có vẻ gay gắt thêm. Cô định tự tử để gieo cái tiếng xấu cho tôi à? Nhưng đời nào, trời có mắt chứ đã dễ mà chết được. Thế bây giờ cô định thế nào, định ở hay định về? Dung buồn bã trả lời. Con xin về. Khi theo bà ra ga, Dung thấy người hai bên đường nhìn nàng, bàn tán thì thào. Nàng biết người ta tò mò chú ý đến nàng. Trông thấy dòng sông chảy xa xa, Dung ngậm ngùi nghĩ đến cái chết của mình. Lần này về nhà chồng, nàng mới hẳn là chết đuối, chết không còn mong có ai cứu vớt nàng ra nữa. Dung thấy một cảm giác chán nản và lạnh lẽo. Khi bà cả lần ruột tương gọi nàng lại đưa tiền lấy vé, Dung phải vội quay mặt đi để giấu mấy giọt nước mắt.